on TV. Xin chào các bậc phụ huynh và các con. Cô là Hoài Phương, cô là giáo viên lớp 4 tuổi A, trường mầm non Tràng An. Đã lâu lắm rồi chúng mình chưa được gặp nhau đúng không nào? Cô rất là nhớ các con đấy. Hôm nay trong tiết học này, cô dạy chúng mình một bài thơ rất là hay này. Bài thơ về quê, sáng tác Nguyễn Lam Thắng. Chúng mình chú ý lắng nghe cô đọc thơ nhé. Bài thơ về quê, nghỉ hè bé lại thăm quê, được đi lên dãy, được về tắm sông, thăm bà rồi lại thăm ông, thả diều câu cá sướng không chi bằng. Đêm về ngồi ngắm ông trăng, nghe ông kể chuyện chị Hằng ngày xưa, bà giang đậu lạc thơm chưa, mời ông bà bé say sưa chuyện trò. Cô vừa đọc xong bài thơ rồi đấy. Các con ơi, bài thơ cô vừa đọc là bài thơ gì? Do ai sáng tác? À, đúng rồi, đó là bài thơ về quê do Nguyễn Lam Thắng sáng tác đấy. Bây giờ cô sẽ đọc lại bài thơ một lần nữa cùng với hình ảnh nhé. Bài thơ về quê, nghỉ hè bé lại thăm quê, được đi lên dãy, được về tắm sông, thăm bà rồi lại thăm ông, thả diều câu cá sướng không chi bằng. Đêm về ngồi ngắm ông trăng, nghe ông kể chuyện chị Hằng ngày xưa, bà giang đậu lạc thơm chưa, mời ông bà bé say sưa chuyện trò. Các con ơi, cô vừa đọc xong bài thơ gì nhỉ? À, đúng rồi, đó là bài thơ về quê. Bài thơ nói về niềm vui sướng của một bạn nhỏ khi được về thăm quê vào kỳ nghỉ hè. Bạn được thăm ông bà, được đi lên dãy, được tắm sông, được thả diều và câu cá, rất là vui đấy. Ngoài ra bạn còn được ngắm ông trăng và nghe ông kể chuyện. Để hiểu hơn về nội dung bài thơ, các con hãy trả lời những câu hỏi của cô nhé. Câu hỏi đầu tiên, khi nào bạn nhỏ được về quê, thời gian suy nghĩ của các con bắt đầu. Thời gian đã hết rồi, câu trả lời là nghỉ hè. Câu hỏi tiếp theo, về quê bạn được đi đâu và làm gì? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Thời gian đã hết rồi, câu trả lời là bạn nhỏ được lên dãy, được đi tắm sông, thăm ông bà, được thả diều, câu cá đấy các con ạ. Trong bài thơ có từ dãy là đất trồng trọt ở miền núi đấy. Câu hỏi tiếp theo, ban đêm ở quê có gì đẹp? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Thời gian đã hết rồi, câu trả lời là bạn nhỏ được ngắm ông trăng. Câu hỏi, trong bài thơ bạn nhỏ được ông kể chuyện gì? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Thời gian đã hết rồi, câu trả lời là kể chuyện chị Hằng. Câu hỏi cuối cùng, bà đã làm món gì? Thời gian suy nghĩ của các con bắt đầu. Câu trả lời là bà giang đậu lạc đấy các con ạ. Chúng mình vừa hoàn thành xong những câu hỏi của cô rồi. Cô khen tất cả các con nào. Bây giờ cô và các con cùng đọc lại bài thơ về quê nào. Bài thơ về quê, nghỉ hè bé lại thăm quê, được đi lên dãy, được về tắm sông, thăm bà rồi lại thăm ông, thả diều câu cá sướng không chi bằng. Đêm về ngồi ngắm ông trăng, nghe ông kể chuyện chị Hằng ngày xưa, bà giang đậu lạc thơm chưa, mời ông bà bé say sưa chuyện trò. Các con ơi, các con có yêu quê hương mình không nào? Có thích về quê không? Cô thì cô rất là thích về quê và
hiểu bài thơ gì nhỉ? Bài thơ do ai sáng tác? À đúng rồi, đó là bài thơ Về Quê do Nguyễn Lãng Thắng sáng tác đấy. Các con nhớ nhé, các con phải chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà.